Và dạ mấy anh chị, hôm nay là Châu Linh Lai để giới thiệu đồ mới đó mấy anh chị. Hàng mới về nhiều lắm, đồ bộ. Có dây, có lắc và có bông. Thì tinh thần hôm nay là Châu sẽ giới thiệu đồ bộ. Rồi sau đó là bên nhân viên sẽ chụp hình sau nha mấy chị. Ở trang một nữa con. Chụp hình lên cho mấy chị coi mẫu nha. Vẫn chưa có làm tem bên em nữa. Đây, nhiều lắm mấy anh chị. Dây nè. Châu muốn làm mở trang một hay sao? Mở luôn. Đây dây nữa này nhiều lắm luôn nha mấy chị. À có gì ép nữa. Đây. Dạ chào chị Mỹ Lệ, có mặt Hello Kitty luôn chị. Chị vô inbox đi chị Phương Thảo ơi. Nhân viên em sẽ bán mặt Hello cho chị. Nè Hương ơi, chị vô nhắn tin bên trang em đó, một bạn đang chụp máy liền để bán cho chị luôn. Đẩy qua. Rồi sao em đọc được? Hả? Đây em về lắc nữa đây mấy chị, chút nữa em sẽ lên đọc trọng lượng từng món cho mấy chị coi cận cảnh từng món một luôn nha, đẹp cực kỳ luôn. Đồ mới về mấy chị ơi. Dạ thương hiệu này mấy chị, đâu có giá vàng đâu mà săn xeo chị, hỏi giá chưa? Ừ đó, đồ này mấy chị, đây cái giọng nó bự hơn là cái cổ tay của em Châu luôn nè. Âm thanh ok hết không bé? Ok chị. Đó. Chào mấy chị Màu nha. Bạn của chị Châu nè. Ai? Thi Võ. Mời mấy anh chị ở trang 1 qua bên trang 2 coi đi mấy anh chị nè. Coi bự, dễ sợ bự mà nó đẹp, nó sang gì đâu á. Cái vòng này là khoảng 7 chỉ tư đó mấy chị. Chị ơi có giá đó chị. Lấy cái cần cho chị đẹp Châu không? Nè. Đó. Coi đai nè. Bộ còn mỗi cần nữa mà. Đó. Bộ con bướm về nữa nè mấy chị. Bộ này bướm nhỏ rồi bướm kia cũng là bự hơn. Mở tôi bóp lên sao không có mở lên đâu đọc được. Con bướm. Bộn bướm. Bướm này là bướm chung chị ơi. Còn cái bộ mà hôm bữa nhà Châu bán quay tư liệu lên là bộ bướm đại nha. Đây là đôi bông bọc của nó nè. Dây nam chị đeo kìa. Dây nam Châu đeo hả? Mấy chị đeo báo đi dây nam Châu đeo. Dây nam đeo 2 lượng 6 rồi 2 lượng 7 à. 2 lượng 6, 2 lượng 7 dài lắm mấy anh chị, dài lắm dưới này nè. Mà tại Châu muốn cho mấy anh chị thấy được cái mặt đức mẹ mà Châu đang mang á, cho nên Châu kéo cao lên cho mấy anh chị nha. Để Châu cho giới thiệu luôn mặt đức mẹ. Mặt đức mẹ này là một lượng đó mấy anh chị, 1 lượng 07. Phải không? Ủa chúa hay đức mẹ chứ? Nhỏ nhìn chị. Thôi mặt đức mẹ. Mặt đức mẹ giang tay mấy chị ơi, mặt đức mẹ giang tay ha. Dạ có lắc cham luôn chị. Lắc cham chị inbox giùm em với nha. Hiện tại em đang lên đồ mới về cho mấy anh chị mua. Dây nhỏ cho đeo bao nhiêu rồi? Dây nhỏ đi chị, dây nhỏ có lắc luôn nè. Cái lắc đây là 2 chỉ 2 17 nè. À, còn cộng dây nó dài lắm mấy anh chị, mà em đeo cho mấy anh chị coi á, có nghĩa là dây tầm khoảng đeo bao nhiêu đeo, dài nhất là 4 tấc rưỡi. Em rút ngắn lên để cho mấy anh chị nhìn được cái cộng dây thứ hai đó nha mấy chị. Có thể đeo dài xuống dưới đây được luôn. Cộng dây nhỏ là mấy chỉ chi nè? Dây nhỏ là 3 chỉ 8 8 2. Tính tiền đi cho mấy khách mua. Cái này chị sẽ tiền công bao nhiêu? Bấm máy chứ máy tính đâu. À rồi, cái sợi dây này á là thị trường người ta bán là tầm khoảng 1 triệu 4 50. Thì bây giờ hôm nay Châu lên live thì món nào Châu cũng sẽ sale rất là rẻ cho mấy anh chị nha. Châu bán 750 tiền công cái sợi dây này thôi. Rồi tính tiền đi đây. Tính tiền cho mấy chị nha. 3 chỉ 8 8 2 mấy chị ơi. Đây, hôm nay dây sắn thì Châu về luôn. Dây sắn. Hàng mới về mấy anh chị có 9 chỉ nè, 5 chỉ, 3 chỉ. Cái này trồng đầu được không chị? Thấy nó dài quá trời nè. 5 tấc 2 không được chị ơi. 5 tấc 2 cái này là 1 lượng rưỡi. Dạ, kim nhớ bàn nhá ơi. Dây giác lá đó mấy chị. Sợi dây là bao nhiêu? Sợi dây là 15.152.000 mấy chị. 15.152.000. 15.152 dây nhỏ. Giá vàng em đang bán là 3710 một chị với quý vị nha. Đồ mới về mấy chị ơi. Đây nhiều đồ mới về. Dây Dior nè mấy chị. Mi bù lỡ dây một chỉ và dây sắn một chỉ là có một chỉ hơn của chị nha. Lâu rồi mới gọi em kìa, Huệ Minh kìa. Dạ chào chị Huệ Minh. Đây bây giờ em Châu vô giới thiệu đồ nha. Em còn lắc về nữa đây mấy chị. Dòng chị Châu đeo đẹp lắm mấy chị. Bự chị báo luôn mấy chị ơi. Tay chị này mà tròn tròn á, cái tay nhỏ. Tay chị nhỏ mấy chị. Còn một cái mâm lắc nữa chút nữa em Châu giới thiệu nha. Lắc khoan lật, lắc hàng rào đầy đủ hết cho mấy chị luôn. Đẹp lắm mấy chị nha. Đó, nhiều mẫu mã đa dạng lắm mấy chị ơi. Mấy chị cứ vô like, coi like, nhấp like, chia sẻ giùm em gái nha.
nhấp like chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Một lượng ba, lắc này một lượng ba mấy chị. Cái này bảy tám chỉ đi mấy chị nè, tìm đốc luôn. Xin chị mấy chị. Quá trời luôn, 8 chỉ 8. Trời ơi. Nhiều lắm. Rồi, bây giờ em lên đồ. À em có cái lắc đen lọc này. Hôm nay về nè. Mẫu cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này là tầm 4 lượng 8 là ta gọi là lắc 5 lượng đó mấy chị. Đây. Đẹp không? Rực rỡ sáng quá trời sáng luôn nè. À, mấy anh chị nào đeo mặt trơn á thì mình lật ngược lại mình đeo mặt trơn. Mình đeo được hai kiểu mà. Đó, đeo trơn là như thế này nha. 4 lượng 8 đó mấy anh chị. Lên bông tay dài đi em mấy chị. Bông tay dài. Ok có luôn chị Anna Ngọc ơi. Chị muốn mua yên bó giùm em mấy chị yêu nha. Bên em cho nhân viên tư vấn cho mình cho Anna Ngọc. Đẹp không mấy chị? 4 lượng 8 nha. Mấy anh chị chụp lại màn hình nha. Tất cả những sản phẩm nào mà chụp lại màn hình để inbox đều sẽ được giảm 30% tiền công nha mấy anh chị. Thì em sợ là cái khung giờ mình like á là khung giờ mà bây giờ like là bên đăng một mà khách hàng sẽ không biết. Một là sao? Chị sẽ để like bên đăng một luôn. Chị để với giới thiệu mẫu thôi, còn dạ, like là để mấy bạn dạ, nhỏ okay. Lên like. Nên lắp với mấy cái khoảng trống này cho chị. Thứ mấy sale không đồng đó chị? À chủ nhật này sale vừa sale không đồng giảm 30%, 50-90%. Nói chung rằng là sẽ có nhiều mức giá. Và trong đó là có sale không đồng luôn cho mấy anh chị nha. Bông tai hả? Bông tai hôm nay em có về được. Đây, cái mẫu này nè. Chanel N5. Đây là đít đẩy nha. Đôi này là 1.3. Chụp lại màn hình dùm Út Châu. Mấy mẫu to bự không à mấy chị ơi. Bông này là VIP hơn mấy chị nè. 291 của mấy chị nè. Đó, bông này là 291 cho mấy chị nha. Xinh lắm. Đắp lá lánh luôn mấy chị ơi. Đây, mấy chị nhìn từng cánh hoa nè. Đó, mỗi cái này là một mắt của nó, một cái mắt giống như là vảy cá vậy đó, nhưng là một cái cánh hoa luôn. Một chỉ, hai chỉ sáu, hai chỉ bảy á. Một đôi. Năm chỉ xuống xương cá có luôn cho có Hoàng luôn á chị Hoàng Huy, chút cho lên nhớ chụp lại màn hình nha. Chụp lại màn hình inbox. Có xin em bé luôn chị vô chị inbox giùm em nha. Trời ơi, cái lóc tiệm để mấy chị nó có ba chỉ mấy chị ơi. À, lắc vừa xong mấy chị bé ơi hả? Mấy chị lắc nào người ta? Vừa lắc nào? Hồi nãy em mới đây đưa nè. Cái lắc 8 chị. Em mới đưa lên 4 cái này mấy chị nè. Đầu tiên là 3 chỉ 2 mấy chị ơi. Cái thứ hai là 7 chỉ. Cái thứ ba là như là 8 chỉ hơn mấy chị. Còn cái tư là một lượng mấy chị ơi. Đẹp không ạ? Dây bao nhiêu dây nào chị? Dây to hay là dây nhỏ ạ? À, hôm nay là Châu đập hộp giới thiệu mẫu mới về. Nên mấy anh chị thích cái nào thì nhớ trọng lượng, chụp lại màn hình. Nhắn vô tin nhắn là sẽ được giảm 30% những cái mẫu này trong vòng 2 ngày nha mấy anh chị. Nhớ chụp lại màn hình giùm em nha. Còn anh chị nào mà thích quá những thứ mà em đang lên mà chịu không nổi á, thì nói em báo giá luôn thì em sẽ cố gắng tính tiền luôn để cho mấy anh chị chốt trên livestream này luôn. Chủ nhật là khoảng 6 giờ chiều chị Thảo hoặc là mấy bạn nhân viên sẽ lên live để mà sale cho mấy anh chị nha. Dự kiến là Thảo mấy chị. Rồi chị Toàn Nguyễn chị hỏi cái gì hỏi rõ giùm em dây nào ha. Bây giờ em tiếp tục dây nhiều quá bây giờ. À dây to của em rồi tính tiền đi. Dây to là 2 lượng 7, 2 lượng 6, 702. Không gì nè. À rồi sợi dây này hôm nay người ta bán ở trên thị trường á là tầm mấy lượng em? 2 lượng 6 à. Rồi dây tầm 3 lượng. Tiền công 4 triệu mấy đúng không? Bây giờ Châu sale trên livestream này tiền công một nửa giá là 2.500.000. 2.500.000 nha, tiền công. Rồi tính tiền đi bé. Dây to này mấy chị. Tầm 2.500.000. Dây đang mang dây lớn mấy chị ơi là 101.564.000 à. 101.564. Dây nhỏ đang mang là 15.552.000. Đây là dây to. Dây to đây là mắt rồng nha mấy chị. Mắt rồng. Đẹp lắm mấy chị, cái này em có đủ cỡ cho mấy luôn á. Châu đang sale cho mấy chị là nửa giá đó, tiền công đó mấy chị, 2.500.000 tiền công dây to thôi nha. Rồi lại, chị hỏi lắc hay lặt hả chị? Rồi lên lắc này. Lắc khoan lật. Phải đó không? Lắc khoan lật này phải không chị? Lắc này là 1 lượng 3 nè, bản to nha chị nha, mới về. Mấy chị hỏi cái nào thì để trọng lượng lại nha. 1 lượng 3 này, em qua tiếp nè. À, like sớm vậy, chào dạ. Ngọc Minh. Tiếp. Cái nào đồ mới về hết tình yêu ơi. Đây cái mẫu này nó xinh xỉu luôn. Em cho coi mặt sau trước nè. Sáng lắm mấy chị ơi. Mặt sau là như vậy mấy chị nha. Ni size em cho chỉnh đi được nè. Coi mặt trước nè. Đó. Mặt trước mấy chị nhìn để ý nha. Một mắt là trơn. Một mắt là người ta làm phun cát laser. Cho nên rất là đẹp luôn. Chị Kim Kim chị vô inbox giùm em đi. Rồi nhân viên em bán xin em bé cho chị. Gửi tin nhắn liền. Kêu bé Hương trực máy. Cái này là tầm 5 chỉ nè. Mấy chị hỏi cái nào nhớ là chụp lại màn hình nha. Nhắn tin inbox giùm em 5 chỉ.
dây sắn 1,5 lượng, dây sắn 1 lượng rưỡi đây nè. À, rồi chị Huyền Bí, rồi để cho tính tiền luôn ha. Dây sắn này là 1 lượng rưỡi, dài 5 tấc 2 đó mấy chị. Mẫu bông đít đẩy xinh xinh á, Xuân Harry. Bây giờ à, chị vô trang của em có rất nhiều mẫu bông, chị chọn mẫu nào chị chụp màn hình gửi vô tin nhắn giùm, rồi nhân viên em sẽ giới thiệu nha. Hôm nay trên cái mâm này nó đang bị ít bông, toàn là đồ bự bự gọc gọc về không à, cho nên là chị vô ha. Dây cho đeo dây ống rồng, đúng rồi ạ. Em mở ra cho chị Châu cho khách coi cận cảnh cái mẫu dây này quá xinh, và Châu đang sale có 2,5 triệu tiền công thôi, gần 2,7 lượng mất chị ơi. Đây, đây là mặt mặt đứt mẹ nha mấy chị, mặt đứt mẹ. Rồi đây là cái dây sắn nè, dây ống rồng à. Cái cộng rất là đẹp xinh nha, 2,6702 lượng. Châu sale cho mấy chị 2,5 triệu tiền công, 101,564 triệu ạ. À, giá vàng được, bán đi, bán đi bé, cái đó sẽ lẻ được. Bé đưa bé đem lại 101,564 triệu nha. Dạ, hôm nay Út Châu like là để giới thiệu mẫu á mấy anh chị. Trong đi giao hàng nữa kìa mấy anh chị, để em kêu con kiểm đem ra luôn nha. Rồi bây giờ á, cái vòng này mấy anh chị chụp lại màn hình nha, Châu giới thiệu tiếp. Vòng này là 7 chỉ 41 mà bự dữ vậy á hả? Đúng rồi chị, đẹp quá chị ơi. Tay chị nào mới móc em á chị, đẹp bao đẹp luôn. Nó to, cái mặt tiền nó to mà tới cỡ này luôn nha, quá xuất sắc luôn. Chị báo giá cho chị Hiền Bí một lần nữa luôn. 7,41 triệu nha, 7,41 triệu. Rồi, cho lên luôn cái sợi dây này cho Hiền Bí nè, 15,044 triệu. Sale tiền công bao nhiêu? Ủa, nãy giờ chưa tính nữa hả? Trời đất ơi, em tôi. Tiền công sale 1,150,000 mấy chị. 1,150,000 tiền công thành tiền. 15 triệu mấy vậy? Ai biết? Trời đất ơi, con em nhẫn xin em 7 chiếc hả chị? 2,4,6,7. À, cái nhẫn này Châu đang đeo, nhẫn này Châu còn ngoài tiệm nữa, nhưng mà bây giờ chị nào mua lấy dí thì mua luôn ha. Ni 10, ni 11 đeo vừa. Ờ, tính tiền nhẫn xi men đi 10 đi 11 luôn. Ok vàng ơi. Rồi cho qua cái mẫu này nè, cho sẽ đeo một bộ đồ bộ mà cực kỳ xinh, thương hiệu chữ G. Mấy anh chị ơi, chị nào chốt đơn như này bình luận cho em gái nha. Nhiều mấy anh chị, 56,963,000 tiền công săn sale luôn. 56,963 tiền công sale là 1,150,000 ạ. Có luôn chị Kim Định ơi, có ngay còn bóng đen không chị gái ơi? Bông cỏ bốn lá có chị, em ghim giá vàng đi. Ghim rồi. Bông cỏ bốn lá có chị, inbox dùng Út Châu, nhân viên Châu bán cho chị nha. Bây giờ Châu đang giới thiệu đồ mới. Để em mấy bộ mới gì á chị ơi. Dây Châu đang đeo dây ngắn là 15,502 triệu bé chi. Bây giờ em mở ra để chị kéo dài thật sự cho khách coi nó dài bao nhiêu. Dây Châu đang sale là Châu sale rẻ cho mấy chị 750,000 tiền công. Và có cái lắc luôn, lắc có tăng đưa nha. Thì cái dây là 15,152,000. Thương hiệu mấy chị bờ sát. Xét nhỏ hả chị, có tiệm nhiều lắm. Chi đeo dài hết cỡ ra cho khách biết nó dài cỡ nào nha. Bớt rưỡi mấy chị ơi. Cho chị coi ba chỉ. Chị ba chỉ nhiều lắm, chút nữa em lên giới thiệu cho. Tiếp. Không nghe rõ hả? Đây. Dây này mấy chị, đây là dây bọng nha, mà lỏng xích bi nè. Cộng dây này Châu cũng không biết bao nhiêu chỉ nữa. Cộng đây là 1,4 chỉ, 1,5 chỉ. Mấy chị chụp màn hình nha. Dây này 1,4 chỉ, 1,5 chỉ nè. Dây sắn nhỏ có tại tiệm chị ơi, chị inbox giùm em nha chị Mi Bùi. Tiếp theo nè, đây là dây khoan lọc. Dây khoan lọc nữa nè mấy chị. Có lắc vi 4 hàng luôn. Mà đặc điểm nó có kim tiền mới chơi, kim tiền mới gì nha. Dây cái này có 2 kiểu nha. Một kiểu là khoan lọc trơn và một kiểu là khoan lọc kim tiền. Thì khoan lọc trơn là tầm khoảng bao nhiêu đây? Khoan lọc trơn, Châu đang kiếm cái tem 2,4 chỉ, 2,5 chỉ. Phải không? À đúng rồi, 2,5 chỉ, 2,6 chỉ. Còn à, loại dây sắn lộn bi hả? Vậy luôn á mấy chị. Nó tầm khoảng 2,5 chỉ, 2,6 chỉ, 2,7 chỉ, 2,4 chỉ nha. Chụp lại màn hình nhờ Út Châu. Khoan lọc mà khoan lọc trơn và khoan lọc lọng kim tiền nha. Rồi, mấy mẫu này nam nữ gì đeo cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Rồi xong, xong chùm này rồi. Tiếp cho qua mặt nhỏ nè. Dây khoan lọc khoảng 4-5 chỉ tròng đầu hả? À, 4-5 chỉ. Lấy cái dây khoan lọc này đi, cái này không tròng đầu được. Inbox giùm em. Những thứ nào mà hôm nay em không lên được
chút nữa 6 giờ chiều nhân viên em lên mang chị inbox giùm. Vì lý do là bây giờ Châu đang thui hàng, có nghĩa là công ty đưa gì về thì Châu giới thiệu cái đó, chứ nó không có đa dạng mẫu. Cho nên là xin lỗi mấy anh chị vì sự bất tiện đó nha. Nhưng mà để cho Châu giới thiệu cho nó trọn vẹn những gì Châu có trong cái sản phẩm mới về này, thì cái nào có nói có, cái nào không có Châu sẽ mời mấy anh chị inbox giùm em. Ở tiệm cái gì cũng có hết trơn nha mấy anh chị. Rồi tiếp này, mặt nhỏ nhỏ nè, thương hiệu nè, tầm khoảng là 1.1, 1.2. Cái này là 1.6 nè mấy chị, chữ T. Chữ T nè nha, 1.6. Còn này là 1.1, 1.2. Đó. Có chữ Dior nữa nè. Đây thương hiệu Dior nè. 1.228. Đó, 1.228 nha. Tiếp theo. Em lấy cái này cho Trần Lisa nè, hôm bữa chị Trần Lisa thích cái nhỏ hơn á. Đó là em lấy cái này là tầm khoảng 2.86 nè. Nếu chị Trần Lisa có coi lại like mà thấy thì chụp lại màn hình để được giảm 30% tiền công nha. Nhẫn nam Châu mời inbox dùm Châu nha. Lắc xương cá 5 chỉ nam hả? Chữ hờ nhỏ xíu nè mấy chị ơi, 3-4 phân nha. Cái này thực tế nó có 3 phân rưỡi à, mặt chữ hờ nha. À lắc dạ. Tay của chị mang cho Châu xem hả, đây. Rồi đây nè chị. Định nam ơi, nhẫn nam em mời inbox Định nam ơi, nhân viên đang được mấy rồi? Nha. Ai thích thì nói cho tính tiền cái lắc tay này 2.217. Rồi mới thoát ra xem lại, lắc chị xương cá nam rồi từ từ Châu coi cho nha. Xương cá lắc gì ta? Đây, tiếp. Châu có lắc túi tiền. Lắc túi tiền này là tầm khoảng 6 chỉ mấy chị ơi. Chị nào thích thì nói út Châu nha. Chụp lại màn hình đi inbox giùm em nè. Ai ghiền quá chịu không nổi thì nói em. Rồi tiếp, em lên bộ hoa vòng bướm nó bao nhiêu hả? Vòng bướm này mình có bán lẻ không chị? Cái này Châu bán nguyên bộ, chị mua nguyên bộ giùm Châu được không? Đây, cái mặt nè mấy chị. Cái mặt dây chuyền nè. Chị nghe không rõ ha, giờ Châu nói hết năng lượng của Châu luôn rồi. Chị gì Mỹ Tâm ơi. Mặt con bướm to thiệt luôn á mấy chị nghe. Mặt con bướm. Nè, đây là cái nhẫn nè. Cái dây ơi, một cái chích nữa cho giá nó vô. Đó. Còn đây là cái vòng. Cái này nguyên một bộ của nó là nhiêu trời? Nguyên một bộ là nhiêu? Mấy lượng á? 3 lượng tư, 3 lượng rưỡi, 3 lượng tư đi. Nghe rõ lắm dạ. Dạ cảm ơn cô giáo Bích Dương. 3 lượng tư, nguyên một bộ là tầm 3 lượng tư nha mấy anh chị. Đó, chụp lại màn hình dùm Út Châu nha. Inbox liền chứ để mỗi hướng có một à. Ni tay Châu chỉnh được. Đây là bông. Đặc điểm đây là bông bọc á. Bông bọc mấy anh chị, con bướm bông bọc to. Rồi, em qua bộ con bướm nha. Tiếp theo là lắc. Hồi nãy bé lên lắc cái nào rồi. Bỏ qua bên chứ nó lộn xộn chi ơi. Rồi, giờ Châu lên. Cái nào Châu lên rồi chi bỏ lắc lại nha. Đây, cái mẫu này em đảm bảo mấy anh chị chưa thấy luôn. Có 2.6, 2.7 à. Này mấy chị, nhìn nha. Đây, mặt này là mặt trơn nè. Đó, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp nao lòng người. 2.6, 2.7 thôi. Mỗi mẫu em Châu về được có 5 chiếc thôi, mấy anh chị tranh thủ nha. 2.6, 2.7 mẫu này, chụp lại màn hình nè mấy anh chị. Tiếp. Mẫu này con rồng nè. Mặt con rồng nè. Mặt chữ T kìa bé ơi, chữ tính tiền mặt chữ T. 3.194 nha mấy chị. 3.194 cái mẫu này. Cái mắt này là mắt rồng luôn nha. Đẹp lắm, chụp lại màn hình giùm Út Châu. Tính tiền mặt chữ T chị. Tính tiền mặt chữ T rồi Châu báo giá. Dán với cái tem dán lên. Chào Đặng Khanh, chào mấy anh chị. Rồi, cho lên bộ Chanel nha. Bé chị cũng chưa tính tiền nhẫn này luôn rồi. Đây, mấy anh chị. Đẹp không? Bộ Chanel nữa anh chị coi 3 tầng nè. Đó, Châu để thử cho mấy chị coi to cỡ nào ha. Bộ này tầm 1 lượng mấy chị, 1 lượng 10 chỉ 342. Chủ nhật này Châu sẽ ráng là nhờ chị Thảo lên like để cho mấy anh chị đỡ nhớ nha. Chị ơi cái bộ này đẹp quá, lấy cái dây xỏ vô là cái mặt đi nha chị. Còn anh chị nào muốn mua bộ nhỏ mấy chị, em đưa qua cho mấy chị coi phía sau mấy chị. Em có chuẩn bị bộ nhỏ luôn rồi đó, đẹp lắm luôn. Mới về hàng mấy chị ơi, chuẩn bị em đập mới về nữa mấy chị. Trời ơi công ty mới về nữa. Đập cái gì em, đập nhà hả? Đập hộp. Tự nhiên chuẩn bị đập làm tưởng bánh đập thì sao? Tiền công cái mặt chữ T hả mấy chị? Đi. Đẹp chưa? Đó nè nè. Chụp lại màn hình giùm Út Châu đi mấy chị. Mặt chữ T đẹp quá rồi. Tính tiền mặt chữ H. Mặt chữ H nè. Ok.
Đây, chị nào mà thật sự muốn mua liền trong livestream này á là kêu em tính tiền nha. Này, đây bông nè mấy chị. Mặt chiếc tê đẹp quá. Rồi, chị nào muốn lấy mặt chiếc tê trong cái buổi live này Châu sẽ tính cho mấy chị là 450 tiền công, thành tiền là 7.351 ạ. Khoen là khoen nữ hoàng tắm 7351 nha mấy chị. 7351 mặt chiếc tê em có 2 đơn không chị ơi? 2 đơn. Về đây mới về. Bình luận cho em gái nha, 7351. Em có lấy mặt chiếc nào đẹp lắm mà sao không thấy mọi người xuống hết đây chị nè. Mặt chiếc tê cho được 2 đơn 7351 mấy chị ơi. Có 2 rồi, đơn mấy chị. Út cho qua mẫu nha, chụp lại màn hình giùm cho. Chị đã chốt mặt chiếc tê, bình luận cho em gái nha. Rồi, Huỳnh Xuân Trinh, cảm ơn chị đã mở hàng cho Út Châu nè. 7351, chuyển khoản liền dùm Châu với kêu dạng vô chụp hình đi mấy bạn. Được. Vậy là hết rồi nha, mày còn con cái mấy anh chị ơi. À không, bữa nay giới thiệu đồ mới hoa kim lý của em ơi. Đâu rồi, cái đôi bông đi kẹp vô, cái kêu xỏ cái dây vô cho Châu kẹp với chị. Đâu rồi. Mấy bộ đồ bộ này á, là em biết mấy anh chị còn phải suy nghĩ nữa. Bông em đưa bao nhiêu, ủa bông gì á chị Thúy Lê? À bông này trong bộ chị. Đây nè là cái mặt chiếc tờ nhỏ. Rồi mặt chiếc hờ nhỏ chị nào hỏi nè, chỉ có 3 phân mấy thôi nè, 3 phân rưỡi nè. 3 phân tư mấy đó nha chị. Bán 280 tiền công, thành tiền là 1.545, có một cái duy nhất à. Dạ chủ nhật này sale từ 0 đồng cho tới là có đồng. Có đồng 30%, từ 0 đồng cho tới giảm 30%. Không, em nghe nói chị Thảo sale mạnh lắm chị. Sale mạnh hả? Đúng rồi, chị Thảo chưa nói sale mạnh lắm luôn á. Đây đây, mặt chiếc hờ 1.545, có cái duy nhất mấy chị nha, hàng mới về công ty bỏ, có cái duy nhất 1545. Rồi. Gì vậy chị? Mua đôi chị nhỏ nè. Để dày được không? Hay là chị nên để dọc? Để dọc chị đây, cái bọc nó rộng quá nó tụt ở dưới không được. Để ngang vậy ha. Đúng rồi. Vậy đây, mấy chị chụp màn hình lại giùm Út Châu ha. Một bộ của nó là 10 chỉ 342 sẽ được giảm 30% tiền công. Tất cả những thứ này Châu đều là chưa có ra tem của nhà em hết á, hàng mới về nha. Sợi dây sắn mà Châu đang xỏ chung á là sợi dây 5 chỉ ạ. Rồi cho qua nha, mấy chị coi kỹ lại giùm mẫu cho Châu nè. Đẹp cực kỳ luôn. Em bỏ cái này ra để mấy chị nhìn cái tay em nó không có khung khung. Lắc tay 1 chỉ 2 báo giá kìa, bật nút chị mới nghe em á. Nút bật là gì? Nút bật là gì chị? Bông con bướm á hả chị? Cái 1 chỉ 2 cái lắc cho nãy cho bỏ vô cái số đó. Chị bỏ lộn xộn rồi, đùa vô like rồi cho bỏ hết một số này nè. Có hai cái lắc này thôi. Đâu có 1 chỉ 2 đâu. 291 nè, 296. Không biết. Lắc tay 1 chỉ 2 là lắc nào chị ơi, là lắc kiểu hả chị? Không biết. Rồi qua cái này đi em. Qua bộ này ha. Rồi tiếp cho giới thiệu dây tiếp nha. Nãy cái chùm này là xong rồi nè. Rồi tiếp cho giới thiệu chùm dây này. Đẹp quá phải không mấy anh chị? Dây nhuyễn nè. Dây này nó có 3 kiểu nha. Giờ làm sao giới thiệu từng kiểu ta. Khoen lật nhuyễn đi. Cho giới thiệu khoen lật nhuyễn. Đây. Khoen lật nhuyễn là tầm khoảng là dưới 5 phân mấy chị ơi. 4 phân. Chụp hình bộ cho đây cho chị thấy chưa? Chụp hình cái gì bé? Cho đâu thấy gì đâu. Đây. Mấy anh chị ơi, dưới 5 phân nha, 4 phân rưỡi, 4 phân 6, 4 phân 7. Dây đẹp lắm nha mấy chị. Mấy dây này 4 tấc rưỡi, 4 tấc 2. Tiếp, trong cái này nó còn có một kiểu nữa. Nó có kiểu vuông này, đây. Dạ, chào chị Đặng Lệ Vân, hôm nay Châu đặt hàng mới về chưa có ra tem ạ. Mấy cái bộ này á, mấy chị nào muốn mua thì chốt trong livestream này của Châu. Là tại vì mấy chút nữa Châu sẽ đưa cho ra tem, nhập tem cũng tốn hết một ngày. Cho nên chút nữa ngân nhỏ lên like á, mấy chị yêu cầu là không có cái sản phẩm này được nha. Cho nên là chút nữa mấy anh chị yêu cầu mấy mẫu có cái nào thì bán ngoài tiệm thôi. Còn mẫu này chưa có, chưa nhập tem được ạ. Rồi cái tem nó dính quá em Châu đọc không có ra rồi. Bỏ qua chắc cũng còn chỉ mấy á. Này cũng chỉ mấy không chị? Dính cứng nhắc rồi. Qua luôn, tiếp. Cho giới thiệu tiếp cái lắc LV này. Cho em xem lắc gì á. Huy Hoàng hỏi cái lắc gì vậy chị? 8 chỉ 3, 16 nè mấy chị. Lắc kiểu LV. Chị Hoàng Huy ơi. Nãy cái chụp lại màn hình đó Hoàng Huy ơi. Chụp lại màn hình inbox đi cho nó nhanh Hoàng Huy ơi.
cái lắc này có tăng đưa mấy chị ơi, đi size nào đeo cũng được nha. 7 chỉ 946, còn 8 chỉ 316 là chưa trừ hộp, trừ hộp ra là 7 chỉ 946 đó. Chụp lại màn hình dùm Út Châu nha. Rồi nhanh chân cái tiệm mới chơi, cái tiệm cực giảm mấy chị. Đẹp quá mấy chị ơi. Tiếp theo cho lên cái chùm lắc này, lắc có một chỉ mấy hả, sao đâu thấy cái nặng chỉ mấy đâu, đây năm chỉ mấy nữa, năm chỉ mấy lắc nào lắc hay lắc không ạ? Đây nè, có cái này nè, Châu đọc cái số gram mình nhớ số gram chính xác á, số trọng lượng chính xác dùm Châu là 3 chỉ 808 thì dễ kiếm nha. Đây lắc 3 chỉ 808, 3 chỉ 808 nha. Đó, lắc thôi làm lèo luôn đi chứ làm gì nó ít quá. Gỡ dùm cái lắc khoan lọc ở đây để cho đọc trọng lượng đi nè. Bỏ cái đó qua bên, dây nhỏ quá bỏ qua ăn bên luôn. Bây giờ nó lặn lặn vậy nó nhìn nó không đẹp. Chị vũ vũ xong chị đưa qua đây. Rồi giờ lên lại nè, lắc nè. Xương cá, một xương cá lượng, là 7 chỉ anh ơi. 1 lượng 3 2, 3 1 lượng 3, 2, 3 cái này phải 7 chỉ không nè. Cái này 7 chỉ 066. Rồi cái tim này luôn là 8 chỉ 8. 7 chỉ 066. Đó, 8 chỉ 8 cái tim 8 chỉ 8 rồi. Một không, cái em này là 2 chỉ 9 đọc chính xác chị ơi, chứ không chút tìm đâu có ra đâu. 2 chỉ 8 70 tiếp. Rồi cái tim là 3 chỉ 28. Bây giờ ôi cái tim này đẹp quá mấy chị ơi nè, nhẹ đó, cực kỳ mà bán bự, 3 chỉ 28. Khương ơi, coi gì làm cái nhỏ chụp hình viên bộ nào vậy. Rồi cho qua cái đống này nha. Chị Phạm kim ca á, chứ có gì mà chị biết bộ nào á. Vô coi liền đi bé ơi. Tiếp cho lên nè. À, vàng cho có ghim giá ở trang 1 không có ghim. Sao mà không ghim giá vậy? Trang 1. Mấy anh chị ghim đi. Ghim đi, ghim đi. Rồi, tiếp cho giới thiệu dây ép nè mấy anh chị. Cộng dây này là 1 chỉ 6, 1 chỉ 7. À, cỡ đó mấy anh chị. Mấy anh chị đeo được hai mặt nha. Một mặt là đây như bên này là mặt kiểu nè, còn đây là mặt trơn nè. Cho về được 2 4 5 sợi à. À nó có kiểu dập bi nữa mấy anh chị. Không. Dây này nam nữ gì đeo cũng đẹp nha mấy anh chị. Không đừng nghĩ dây này là nữ đeo không phải nha, nhiều anh nam đeo đẹp lắm. Đeo kiểu như nó tròn cái cổ luôn. Nó lộng tròn vô cổ đẹp lắm. Chào chị Vàng Bạc. Vàng Bạc Tâm Đạt đúng không? Chào chị Vàng Bạc Tâm Đạt. Chị muốn á. À dây dây đây, bé chị nói chị thích nè, em Châu về được có 5 cộng thôi nha, mấy anh chị tranh thủ mua. Dây dài bao nhiêu, hình như 4 tấc rưỡi đó mấy anh chị. 4 tấc rưỡi, dây ép á, đẹp cực kỳ ha. Có chỉ 6 à. Rồi, dây bao nhiêu kìa, tính tiền. Dây á chị, rồi tiếp. Bấm này là gì thăng đây nữa. Cho lên cái bộ này cho mấy anh chị chụp hình nè. Đẹp không mấy anh chị? Trời ơi. Mấy anh chị coi nè. Thương hiệu quá chị chứ ơi. Chứ G. Chứ G. Ha, mà dưỡng hoa mà hột nè, cái hột màu nó ngọt gì đâu luôn. Mà còn đai nè, một bộ mấy chị, một bộ này nè, cái vòng không á là 5 chỉ 868 nè. Đâu đeo cái vòng trước khi xỏ cái mặt vô ha. Dạ. Okay, trời rồi. Ơi nó đã quá mấy chị ơi, nó đã tới mức mà em phải lên like, chứ bình thường hàng mới về ngày nào cũng về mà em làm biếng không có lên, mà nơi nó đẹp quá em phải lên đi cho khoe với mấy anh chị cùng chia sẻ với em. Dế một chí mấy nè chị nè, chí 6 chứ được không chị nha, có giá luôn chị ơi. Tại em cũng mê vàng y như mấy anh chị vậy đó. Đây, sợi dây này nha, là Châu sale là 390.000 tiền công, 6304 là có đơn, có được 5 sợi. 6304 nha, 6304 Châu sale 390.000 tiền công. Rồi, 6304 coi chừng mấy này để riêng một mâm đi. Treo treo luôn. Rồi, nguyên một bộ nè. Tới đôi bông nè. Đôi bông này đeo sang xỉu. Đôi bông này cái dành nó bự nên đeo rất là sang. Vòng khoen cỡ vừa là vòng khoen đó chị, vòng khoen hả? Ồ, mấy chị nhìn sang không? Nè cho bới tóc nè. Lâu rồi cho mới bới tóc cho mấy anh chị coi, đeo những cái đôi bông mà nó xè bự như vậy á, nhìn nó phúc hậu mà nó sang lắm. Đây cho kẹp bông vô nha. Đẹp quá. Đẹp, không chịu được. Đúng rồi, không chịu được. Mấy chị ơi. Nè mấy anh chị. Mấy chị mê vàng đâu rồi, vô chụp hình lại màn hình, cái bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Dây ép đó hả? Em không có 4 tấc, không có 4 tấc 2 chị, 4 tấc rưỡi đúng không? Dây ép rồi đó chị ơi.
đẹp quá mấy chị, thả tim thả like giúp Út Châu nha, bộ này quá xinh. Cho em xin một lượt quá xinh, quá xinh. Đó. Nó này, nó lấp lánh nè mấy chị. Để cho báo nguyên một bộ trọng lượng bao nhiêu luôn nha. Sang xỉu luôn đúng không? Em cũng thấy đẹp, mấy chị cùng chia sẻ với em nè. Thích cái nào thả tim, cái nào mà em nói đẹp mấy chị cũng thấy đẹp, thả tim thả like giùm em. Chị nào thương em nữa chia sẻ giùm em cảm ơn lắm luôn nha. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, tính tiền ông ngoại tính tiền, báo cái bộ này là bao nhiêu cho mấy chị nha. Sáng bi hả? Có một chi mấy, 5 tấc không bi à, mà. Chưa, em có 4 tấc rưỡi à anh Sơn. Nè bé chị bấm thử nè, 5 chỉ 9 nè. Cộng với cái mặt là 2 chỉ 1 nè. 5 chỉ 9 không? Bấm đi đây về cho nó nhanh, 5 chỉ 9 cộng 2 chỉ 1 nè. Cộng 1 chỉ 8 cộng 1 chỉ 2. Đó, lẫn bộ này. Một lượng mốt. Một lượng mốt mấy chị, bộ chữ G là tầm khoảng cho tính khoảng khoảng là 1 lượng mốt ha, cho qua mẫu. Đẹp không chịu nổi. Có nhãn thương hiệu về với lại Cartier về đó chị nè. Rồi tiếp. Hồi nãy cho bán mặt thương hiệu rồi, bây giờ cho lên nhẫn thương hiệu cho mấy chị coi ha. Một chiếc nhẫn này là LV tầm khoảng 1 chỉ 7 nè. Về nữa mấy anh chị ơi. Về nữa. Chốt rồi hả? Kêu mấy đứa nhỏ vô phụ đi để chốt cho nhanh gọn đi. Đâu rồi, bộ đâu rồi? LV nữa nè. Dạ chào chị Giao Lương. Vàng 4 số 9 cho hổng báo trên like được nha. Thị Hà cao cao em gái chào chị. Đó, chờ nồi nè. Mấy cái nhẫn này tầm khoảng chỉ 6 à. Chỉ 6. Đây, chụp lại màn hình dùm Út Châu nha. Mà ai mà ghiền quá mà chịu không nổi á là biểu cho tính tiền nha. Đẹp chưa? Xuất sắc. Xuất sắc mấy chị. Không chê vô đâu được nữa hết. Nè, ghiền quá rồi. Dạ, chào chị Ngọc. Chào chị Ngọc Liên Hoa. Tiếp theo bây giờ. Nên này gãy bi trừ. Trả đi, trả đi. Trả cái này đi. Cái nãy like rồi nè. Tiếp đi. Đây cho lên bộ đồ nhỏ 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 cho mấy chị coi nè. Đó. Cái bộ này người ta lấy từ mẫu Ý về đó mấy chị. Chỉnh đi được hết nha. Đá hộp Amaro siêu sang. Nhẫn này mấy chị. Mấy chị có cần cho ướm thử không? Ướm thử cho nó đàng hoàng cho mấy chị coi nha. Cho ướm thử nha. Cái này cho có chuẩn bị cái dây. Dây nhỏ cho bé nè. Đó, thấy chu đáo không? Đó, chuẩn bị 3 sợi dây đó. Cái này đưa ra đi chút ơi, hồi chị cho quần quần gãy hết á. Rồi sợi cái mặt này hả? Thì dây nào cũng được, cho đưa ba cỡ mà. À, cái dây đó của mình á, không phải của công ty nha. Chị lúc mà chị hỏi chị á là đem Gucci á, lượng hồi dư đó. Ba cái lượng hồi dư á. Đây mấy chị, bông khoen Cartier. Bông ý là chị muốn nói là chút hồi dư á. Đây cho về bông khoen Cartier nè mấy chị, hàng thương hiệu. Có 8 có trơn luôn mấy chị ơi. 8 phân 71 nè. Về được này của chị có 2 đôi vậy sao đủ bác? Ba đôi mấy chị. Ba đôi. Ba đôi nha. 8 phân 71. Qua. Tiếp bông bật ạ, bông bật Cartier. 8 phân, 7 phân 95, 8 phân. Đưa cho ban đeo nhiêu tiền chị ơi? Bông giờ đang đeo cái tiền mấy được vậy? Hương. Hương. Rồi, cho về được 3 đôi. Này. 3 đôi nó có khắc chữ Cartier tầm khoảng là 5 phân 44 đó anh chị. Có tiền không tay cho đang đeo á? Chi mà về chi mà có 3 đôi vậy sao đủ bán? Không có đủ nha chị, không thấm béo gì hết trơn. Rồi, tiếp. Đâu? Chị sở đi chưa Châu lên dạ, chưa? Sở rồi, sở mặt cái gì rồi nè. Ủa, bộ mất rồi. Bộ đã đưa chị rồi đó nè. Không. Phải. Đây. Đây. Đây đây chị nè. Không cắt chỉ luôn. Không phải, cái này mở ra. Dây với mặt ba tầm 3 chỉ có gì Ngọc Kim ơi, chị vô inbox giùm em. Xong rồi nhân viên em... Đây nè, em có cái mặt. Đây chị chốt trước cái mặt này nè, hàng mới về nè chị. Cái này là 4 phân nè. Đó. Chị chốt mà. Trước cái này nè. Bán tiền công 280, chữ hờ. 1.545.000, 1545 nha, mặt chữ hờ. Đôi bông tai, đấy chị. Tính tiền đôi bông của Châu đeo đây, có cái hỏi. Đây, đôi bông Châu đeo là đôi bông hình ngôi sao. Mấy chị? Hình ngôi sao. Mấy chị nhìn trực diện là như vậy. Còn người ta nhìn từ phía bên hông qua là sẽ thấy như vậy nè chị. Đợi chút cái chi nó tính tiền nha mấy chị nha. Đôi tay rất đẹp lắm á, có thương hiệu CD á mấy chị ơi. CD, Dior. Rồi. Cái vòng này là 3 chỉ 352. Chỉnh đi được mấy chị đừng có lo hen.
bông tay cho răng ra tiền công xe mạnh cho mấy chị luôn, tiền công xe là 390 mấy chị ơi, hai chỉ 335, tiền công xe là 359, bao người cho răng đeo là 9.053.000 mấy chị ơi, 9.053 đôi bông cho đeo có đôi duy nhất tại tiệm nhà Kim Hạnh xe có 359 mấy chị ơi. Vòng khoen không em, bông khoen đó vậy, bông khoen có chị bạn bạc ơi. Rồi bé chị tính nguyên cái bộ của châu nè, bông á là 8 phân, nhẫn là 1.5 chỉ, mặt là 3.1 chỉ, vòng là lộn trừ lại đi em, mặt là 1.1 chỉ, vòng là 3.3 chỉ, 1.1 chỉ, vòng là 3.3 chỉ. Ừ cái gì nữa hết rồi, bộ làm bao nhiêu vàng? 3.352 nè, cái vòng nè, còn cái bông tai nữa tính lại chơi, bông tai là 8 phân, 8 phân, nhẫn 1.5 chỉ, 1.5 chỉ, mặt là 1.1 chỉ. Ừ 6.752, 6.7 6.8 bộ này mấy chị, 6.7 6.8 nha. Đẹp quá. Rồi cho qua mẫu nè, đây cọng dây nè, gỡ dây ra, giữ dây của mình lại, em giữ lựa đi xíu, em phân rồi em lựa đi nè. Rồi tiếp em lên cái dây vì shop đang đeo mấy tắc vậy, giá sao hả? Dạ 6 tắc đồng đầu chị ơi, chị Trần Mai Lan ơi, mà dây không anh được bước rưỡi à, 4 tắc rưỡi chị, nhưng mà chị muốn cài 4 tắc 2 gì cũng được, tại vì nó có những cái mắt nó có thể móc vô được nha. Dây này em đang sale tiền công là 750, thành tiền là 15.152.000, 15.152. Dạ em có nhấn mò luôn chị Ngọc Anh ơi, yên quá cho em đi Ngọc Anh ơi. Rồi bây giờ em giới thiệu tiếp nè, để này dây này là để chị kia nhờ em để em bỏ vô đây, em giới thiệu chùm dây này. Chùm dây này là còn có dây kim tiền và dây dây bọng. Giới thiệu dây bọng trước nha. Dây bọng này tầm khoảng 1.3 chỉ, 1.4 chỉ, dài 4 tấc rưỡi. Rồi em có dây kim tiền nữa mấy chị ơi, dây kim tiền nhẹ vàng nặng vàng có luôn nha mấy chị. Thì dính vô cái râu của con bướm rồi mấy chị ơi. Lắc tay đang đeo chị xem em hả? Lắc tay đang đeo bao nhiêu? Đưa hết đây chị. Đây lắc tay chút cái chị tính tiền chị, 2 chỉ 2 17, không chị chụp lại màn hình đi chị. Chị vô inbox nhân viên em tính tiền cho nha. Nhẫn mo là Ngọc Anh ơi, vô inbox dùm đi rồi nhân viên em tính tiền cho mấy anh chị nha. Này lên lại nha mấy anh chị, cộng dây là tầm khoảng là 1.3 chỉ, 1.4 chỉ. Con trai con gái gì cũng đeo được. Mẫu này bọng to nha. Tiếp theo là mẫu kim tiền. Mẫu kim tiền hình như Châu nhìn thấy nó đang có hai cỡ, một cỡ nhỏ, một cỡ to đó. 2 chỉ. Đúng rồi, 1.5 chỉ và 2 chỉ. Dây này nó giống như dây chỉ công khế, nhưng mà mắt của nó lại là mắt kim tiền. Bên em không có bấm lỗ tai cho bé sơ sinh nha, chị Minh Tâm ơi. 2 chỉ với là 1.5 chỉ nha, mấy chị chụp lại màn hình nha. Inbox giùm em, ai ghé tiệm thì địa chỉ em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh chị. Rồi tiếp cho lên hai cái lắc hoa này, thương hiệu Hơi Mệt và Chanel. Cái Hơi Mệt đây là 5.9 chỉ, gần 6 chỉ mấy chị. Chụp lại màn hình inbox dùm Út Châu nha, 5.9 chỉ, 6 chỉ. Tất cả những mẫu chụp lại màn hình đều sẽ được giảm 30% tiền công hết. Đây mẫu Chanel, cái đó túi tiền thấy cũng đẹp quá trời. 6 chỉ mấy chị, mẫu này 6 chỉ, để nó nhẹ hơn cái kia rồi. Đây 6 chỉ nha, mà cái hoa của nó có duyên cực kỳ nè mấy chị. Ở phía dưới đây thì sáng bóng luôn. Rồi tiếp em sẽ giới thiệu một cái bộ màu, mấy chị thấy mùa xuân không? Lắc á. Dạ vàng 24 em không có báo được trên live chị nha. Lắc chị Châu đang mang là 8.820.000 nha mấy chị nha. Lắc hình mặt người mấy chị ơi. Tiền công xăng xe là 595.000. Đâu rồi, cái này còn thiếu một món nữa. Còn thiếu một món lắc đồng tiền, mấy chị chụp màn hình lại inbox giùm Út Châu nha. Giữ ba cọng dây riêng của mình nè. Đây Châu còn cái mặt dây chuyền nữa đây ạ. Rồi chị bấm máy tính nè, cái mặt là 8 phân, cái nhẫn là 9 phân, còn cái
lắc là 4 chỉ 4. Rồi. Dạ em cảm ơn chị David Nguyễn, chị nhận hàng được đẹp lắm. Rồi cảm ơn chị nha. Một bộ nè mấy chị. Ba món có gì? Đúng đúng. 6 chỉ 1 có gì ơi. 6 chỉ 1. 6 chỉ 1. Mấy cái này Úc Châu tính phỏng phỏng cho mấy anh chị ước lượng được túi tiền của mình thôi nha. Chứ còn Châu đọc hay bỏ số lắm. Ví dụ như 6 chỉ mốt mấy bỏ bớt đi. Nhờ lên về cho nó nhanh nha mấy anh chị. Nè. Đẹp quá mấy chị ơi, chụp màn hình. Cái này là lắc ạ. Rồi tiếp. Cái lắc, hình như lắc túi tiền này Châu lên chưa? Chưa. Lắc túi tiền 6 chỉ 09 ạ. Ni sai bên Châu chỉnh ni được nha. Dạ cảm ơn chị Ngọc Kim. Đây 6 chỉ 9. Túi tiền. Cái túi tiền này bụng bự chứa thiệt là nhiều tiền luôn. Rồi em lên tiếp lắc nè. Đủ mâm lắc của Châu đâu. Ai dịp đâu rồi. Đây chi phụ cho nè. Đẩy lên. Rồi cởi gỡ đây ha. Tiếp lắc tiếp. Nhiều lắm mấy chị. Lắc đây là 3 chỉ 6 12 nè. 3 chỉ 6 12 nha. Đọc. Đọc cái gì ha? Đọc. 2 chỉ 3 7 8 mấy chị. Ui cha cái này nó xinh. Nè mấy chị. Mấy anh cũng đeo được mẫu này nha. Tự nhiên do cái thói quen của em hay nói mấy chị là khách của em nữ nhiều á. Cái em quen chứ thật ra là mấy mẫu này là nam nữ thì đeo được hết. Lắc túi tiền bao nhiêu hả? Dạ lắc túi tiền nè. 2 chỉ 1 là mẫu này. Đặc điểm này có 1 chỉ 6 hơn gần chỉ 7 thôi. Cái giữa đây trời ơi nó ngọt ngào nè mấy chị. 1 chỉ 6 1 chỉ 7 nè. Chụp lại màn hình nha. Hình như mỗi cái Châu chỉ có 2 thôi chứ không có nhiều, cho nên có cái có 1 à. Mấy anh chị nhanh tay chụp màn hình lại và nói cái khoanh đúng thì bé Hương đang chụp inbox sẽ bán cho mấy anh chị nha. Dạ, chị Phạm Kim Nga chị còn đó không chị? Em còn đồ bộ này chị yêu nè, chứ coi còn bộ nào không lên chị luôn. Chị Phạm Kim Nga đó. Gì nữa đây? Dạ bộ 2 chỉ 6 54 nè. Tiếp trời ơi cái lắc này nó y như bên lắc ý luôn. Chị tìm Lê inbox đúng không? Ok. Cho ông bé Hương inbox liền. Chị vô nhắn tin cho em đi chị. Tìm Lê inbox đi Hương ơi. Chị tìm Lê chị vô chủ động nhắn tin đi. Bé Hương đang đợi chị á. Trả lời rồi. Nè mấy chị coi cái lắc nè. Cái mẫu này là của mẫu Ý hoa nè. Nó không giống lắc khoan lập bình thường của chị em mình hay gặp đâu. Nó y như là một cái con rắn dài vậy đó. Cái mẫu này là 3 chỉ 69. Cái gì với chi Châu chưa giới thiệu. Bỏ lên chi. 3 chỉ 69 là mẫu này nha. Sợ cái tiền đẹp quá. Thực ra em dơ vậy em cũng mỏi lắm á mấy chị. Nhưng mà xin nghề tử nghiệm. Tại vì cái mâm này nó khá là cao. Nó ngang tới ở trên này của em rồi. Rồi tiếp. Cái này là 2 chỉ 7 28. Tiếp. Gì đâu mà quá trời giới thiệu chừng nào mới hết. Đây. Mẫu đây là 3 chỉ 3. Đó mấy chị chụp lại màn hình nhũ cho nha. Thôi mấy này em bỏ qua đi chứ em đọc hoài nó không hết được. Cái này 5 chỉ nè. Hồi nãy ai hỏi 5 chỉ nè. Đó 5 chỉ nè. 5 chỉ 3 nè. Cái lắc đồng tiền là 6 chỉ 09 nè mấy anh chị nè. Cái nhỏ 56 không có luôn cục vàng ơi. Rồi tiền công em săn xe cho mấy anh chị nè. 1.365.000 thôi mấy chị ơi. Chốt tơ Ngọc Liên Hoa với bì 23.960.000 mấy chị. Để em qua nha. Để em tính tiền lắc tay chỉ 6. Lắc tan chỉ 6 là trong đây nè, Châu thảy hết vô đây rồi. Mấy cái này chưa lên đúng không? Chưa. Nãy này Châu lên này chưa? 5 lượng mấy đây nè. Cái này là 5 lượng 4 lượng 8 mấy chị. 4 lượng 8 nha. Đeo được 2 kiểu, vừa kiểu trơn vừa kiểu. Đây, nhìn nó em ngầu không mấy chị? Nhưng mà em làm mặt dữ lên nha, ngầu ngầu đó. Đó. Chị Nguyễn Ngọc Hà có chị ơi. 4 lượng 8, đeo được 2 kiểu. Rồi Châu qua cái mẫu này luôn, ai thích thì inbox nha. À, không phải có cái này đâu, ở tiệm Châu còn nhiều lắm, từ 10 lượng trở xuống. Rồi bỏ qua đây luôn. Chị ơi, cái đó em có đi 54 được không chị Cộng Hà ơi? Lắc 5 chỉ 3 cao bao nhiêu? Chị Nhung kìa. Lắc 5 chỉ 3 rồi, hồi nãy cái này chi báo tiền chưa nè. 23.960.000 chị. Sale trên livestream này lòng 1.365.000 nha. 1.365.000 tiền công, 23.960.000, 23.960.000. Chị like rồi, chị thấy trong này nè bé. Rồi tiếp, cho lên một bộ đồ bộ nữa. Thôi chị bưng cái mâm nhỏ giới thiệu em đây. Thôi để lấy đồ bự trước đi. Mang bản nhỏ nhất đi nha. Em có 54 chị Ngọc Hà ơi. 54 chị. Một màu xanh xanh chấm thêm màu hồng. Trời ơi cái màu xanh của em à. Màu xanh xanh chấm thêm màu hồng mấy chị ơi. Của
Hôm nay mấy anh chị kìa, hiện tại bây giờ nhà bộ xí gấp không có ở đây. Bộ xí gấp đang like rồi hả? Bán hàng mà trả lời thiệt luôn. Kêu mấy ngon vô phủ. Xí gấp ở tiệm bây giờ để ra tiền mua chị lấy chị. Rồi đây bộ này sao còn 3 món hả chị? Kệ nó, rồi đưa đây, xỏ dây vô. Cái gì vậy kia? Chị cái nhẫn của em nè, đẹp không? Chị nào ni ni 8, ni 9 ni 10 á, ni 9 ni 10 chiếc này tầm 2 chỉ mấy nha mấy anh chị. Đó, 9 ni 10 chốt chiếc này. Cái gì? Rồi, bấm máy nè bé. Rồi chữa không có ship được em ơi. Không có ship được chữa được. Đây báo giá nè, 1 chỉ 7 nè bé. Bấm đi, 1 chỉ 7, 2 chỉ 8. Cái vòng là 5 chỉ 5. Rồi. 3 món hả? Ừ, 3 món. Xỉu chủ 1 không. Vậy? 1 lượng. Cái gì vậy chi? Một lượng tròn mấy anh chị, một lượng. Tự nhiên máu cờ bạc nổi lên rồi hả? Một lượng. Chụp lại màn hình nhiều Út Châu với mấy chị, một lượng. Chị nghe lời được bộ nào chưa? Mỗi bộ nó một màu mà, mỗi bộ chị nghe lấy hết luôn một màu cho em. Nó đâu có trùng mẫu đâu. Này, mặc nghe mấy anh chị rồi cho qua nè. Rồi, phát chụp lại màn hình rồi nè, thấy chưa, cục vàng, có cục vàng. Mấy anh chị mỗi mẫu lắm, cho chị có một thôi, chụp lại màn hình, có một với hai thôi à. Chụp lại màn hình giùm Châu nha. Đây này giới thiệu rồi. Đây, cái dây này là dây của nhà mình nè, đây. Cái chùm dây này gỡ đâu rồi, đưa đi cho lên cho mấy anh chị mua. Dạ, ơn, có Dương ơi. Trời ơi, Hương ơi, tiếp. Bộ Chanel mấy chị. Gỡ chưa, đưa đây, nhanh. Rồi, chị Ngọc Kim ơi, có chị Ngọc Kim nè. Có Ngọc Kim ơi. Này sao? 5 chiếc 3 nãy chị hỏi nhung gì đó. Chị nào hỏi nè, mấy chị coi mẫu nè. Đẹp không? Đây là mặt trong á. Mấy chị, mình có thể đeo hai kiểu nha. Thời trang là nó sáng tạo vô bờ bến nhưng mấy chị. Đó, đeo như vậy là một kiểu nè. Thấy không? Cái xong cái lật lại bên này nữa là một kiểu nữa nè. Đó. 3, 5 chỉ 3, 4, 4. Sale 650 tiền công. 20.476 à. Chị ơi, chị Hồng Thắm ơi, cái đó là nguyên bộ chị ơi. Nhưng mà mặc với chị đó là khoảng cái 8 chỉ được không chị? Bộ một lượng tiền công bao nhiêu cục vàng ơi? Bộ một lượng là bộ gì? Bộ một xanh. Bộ một lượng tiền công nhiêu chưa tính tiền nữa. Chị inbox được không chị? Báo luôn đi. Gì? Chị Hằng Ly ở trang 1 hả? Báo tiền công đi. Báo luôn, sale luôn. 20.476 ngàn ha. Chị lấy thì nói Út Châu. Rồi em lên dây. Mấy mẫu này chị nào mua thì chốt với Út Châu thì mới được nha. Còn không á là chụp hình inbox. Còn lên like là tối nay ngon nhỏ like không có kịp. Con bé nó dính nữa rồi. Bộ bướm nó mấy lượng kìa. Dạ rồi em tính tiền bộ bướm này. Tính thử mấy lượng. Bấm máy nè chị. Bấm mấy bộ bướm mấy lượng. Rồi. Bộ bướm này là 34 chỉ 188. Ba lượng tư, còn ba lượng nữa chị. Ba lượng tư. Ba lượng tư chị. Mặc dây chuyền nè. Bán nguyên bộ ạ. Chỉnh đi được. Trời ơi cái nhẫn. Bộ này có ba món không tại Vũ? Không có, không thấy vòng đâu chưa. Chắc cửa ngày bán hết xong rồi. Chắc. Rồi dây này nè, cho lên lại cho mấy chị nè. Sợi dây này là 4 tấc rưỡi. 4 phân rưỡi một cộng ạ. Về được bao nhiêu cộng đây? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Trời ơi, cũng giật lại cộng của Châu cho được nữa. Cho 9 cộng mà mấy chị nha. 4 phân rưỡi về được 9 cộng. Tiếp. Đây là dây chỉ công khéo, dây đúc đặc. 1 chỉ 3, 1 chỉ 4. 1 chỉ 3, 1 chỉ 4. 5, 3, 6, 6 là cái gì vậy chị? Lắc 5 chỉ 3, 6, 6 luôn khóa luôn là ni mấy. Mấy. Đó, đúng rồi đó. Không biết. Em đưa. Lên mấy chi đi. Không biết chị, để mấy chi tính giùm Châu nha. Rồi cho lên bộ Chanel nha. Rồi bộ màu xanh là gì nè? Nó bự quá trời bự rồi. Đẹp quá mấy anh chị ơi. Chị không nổi mấy chị. Ước gì tay em nó bự lên xíu đeo. Bộ này có giá đâu mấy anh chị nè. Bây giờ em đấu giá mấy chị nha. Đây đấu giá. Ủa anh bán tính gì vậy? Tính bộ chứ. Tính bộ đó chị ơi. Em tính vốn luôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Tính công luôn rồi hả? Tiền công 3.8.000, một bộ 40.937.
Tiền công 3.8 mấy chị. Dài là 19 luôn á, lấy mặt xào ơi. Ủa năm chỉ 366 à. 566 là cái nào đâu? 40.937 ạ. Vàng bao nhiêu chỉ, sao chân một không ghim nữa rồi? Ghim giùm chân một đi. Kêu mấy đứa nhỏ nhiều mà. Kêu nó phụ mình đi. Sao nó không thấy đứa nhỏ ơi. Ghim chứ vàng bên trong cho bầu cũng vậy. Đây. 40.937 nha. Rồi cho qua mẫu. 5.366 là cái nào? 5.366 là cái lắp hồi nãy đó. Có gì 5.344? Không biết. Không biết. Với công gì lên chưa? Đẹp quá. Mấy phân? 6 phân mà nhiều lúc rửa. Đây. Bán mặt bướm không? Mình có mặt bướm rồi không? 2, 4, 6, 8, 10. Sợi này được 10 cộng nè. Này là 4 phân mấy chị. 4 phân, chỉ công khế 4 phân, 4 lót sữa nha. 4 phân. Mặt bướm không có bán lẻ chị. Chị ơi, nếu mà chị mua lẻ cái mặt bướm này đặt lại được hả chị nha. Nhưng mà cái này trọng lượng vàng 8 anh chị được không chị Hồng Thắm? Đặt lại được. Chị chịu không thì đặt, chị ghi là đặt cái mặt con bướm. Mặt bướm này chị, bự giả me. Đẹp nữa. Rồi. Đây, bộ con bướm. Để lên bộ chờ neo đã, sơ nãy giờ lên bộ chờ neo hoài. Đây. Cái chỗ hộp Amaro bên này nè, đó nó xè xè đó, giờ em chịu không nổi luôn. Đeo vô. Chi, xỏ vô đeo. Đeo đây. Em mà bự bự xíu nha, cái tay em nó bứt một xíu. Mấy chị nhìn này sướng không là sướng, không có miếng da nào luôn. Bởi vậy sao không sang qua được cái chút nào chứ. Em không có mà đeo đồ nó không xinh mấy chị đeo xinh hơn em nữa. Canh tị quá. À Thảo mấy chị, để Thảo lên cho Thảo đeo mấy này. Ừ, chị Thảo mà đeo chắc mấy chị ghiền nữa đó. Em đeo nó bị ốm quá, không có thấy được cái vẻ đẹp của mấy này. Rồi tính tiền nè. À, tính nè, trọng lượng này chi, 1.1 là đôi bông nè. Cái nhẫn á, là 2.5 nè. Cái mặt là nhiêu? 2.7. Cái vòng là 6.1. Rồi. Một lượng 2.4 phân. Một lượng 2.4 phân. Coi cận cảnh từng em nè mấy chị. Bông, kích đẩy, nhẫn, mặt và vòng. Một lượng 2.4 phân. Một lượng 2.4 phân. Đó, ơi, tính ra em cho coi cận cảnh gì mà nhanh quá mấy chị đâu thấy được, coi lại. Bông nè mấy chị. Chụp lại màn hình đi mấy chị. Một lượng 2.4 phân. Nhẫn nè. Mặt nè. Và vòng. Bộ vòng đó mà Thảo đeo là nhức xương à. Đúng rồi, đẹp quá mấy chị. Em để giày này cho mấy chị chiêm ngưỡng vẻ đẹp nha, chụp lại màn hình nha. Em còn tự cảm thấy là em đeo vô nó không có được tát hết cái vẻ đẹp của cái món này. Uống nước nè. Uống cho uống miếng. Đẹp lắm. Chị Thảo đeo là xinh lắm. Để chủ nhật này em nhiều chị Thảo lên đeo cho mấy anh chị coi nha. Mấy chị không mua cũng được, bắt với đeo cho mấy anh chị coi nha. Rồi em còn bộ nhỏ nhỏ xinh xinh cho mấy chị nè. Mấy chị comment là về em gái nha. Lên luôn cái miếng. Không, Châu còn bộ hoa to nữa, Châu chưa lên. Đây. Bộ hoa hồng. Hoa hồng màu trắng thì thôi đi, còn làm cái cánh trơn móc máy bên này nữa, nao lòng người luôn á mấy anh chị, em không chịu nổi luôn á. Vòng LV, còn cái vòng LV này mấy chị ni nhiêu đi chị? Đây 54 chị ơi. Ni 54. Đây là mặt hoa hồng nè. Đó, đây là cái nhẫn. Và xin thông báo với quý vị rằng đôi bông này là bông bọc. Bông này là bông bọc nha. Đó, cắt đem ra đeo thử cho mấy chị. Kệ xấu cũng được, cũng đeo cho mấy anh chị coi cho em cũng mãn nguyện cái lòng em. Trong thời gian chờ đợi. Đưa mấy bộ mảnh. Cái lắc đâu rồi, lên hết chưa? Lắc gì nữa. 52 là cắt bớt con em lấy rồi. Kệ nó chị chốt đi rồi cắt tính sau. Cái này 5 chỉ nè. Lắc này 5 chỉ nè. 5 chỉ lẻ 4 nè mấy anh chị. Đó. Mấy chấm ơi, đưa qua chấm đi thì có hồng chứ. Nô hả? Nô thì thôi chứ biết làm sao. Này, em về được hai cái lắc JDO nha. JDO mà còn khuyến mãi thì ngôi sao nữa chứ. 1.53. 1.53. Chụp lại màn hình nha. 1.53. Mẹ.
5 chỉ 3 4 4 nè. Cái gì con? Cái gì? 3 chỉ 5 4 nè mấy chị. 3 chỉ 5 4 nha. Thôi cái này, cái đống này nó nhiều quá kệ thôi. Mấy anh chị giới thiệu nhiêu đó được rồi, quả này luôn. Rồi. Tới giờ like cũng ngon chưa chị? Sắc có gì? Rồi em giới thiệu thêm bộ đồ bộ này nữa, mấy bộ đồ bộ thanh mảnh cho mấy anh chị nha. Cộng nè, vòng là một chỉ chín nè. Vòng 1 chỉ 9. Bông hay nhẫn đây. Tiếp là 7 phân rưỡi. 9 phân 3. 7 phân. Nhiêu? Trời ơi, đọc không thèm cộng luôn trời. 7, đọc lại nè, 3 chỉ 1. 7 phân rưỡi. 7 phân. 9 phân 3. Chết rồi, lắc em đổ vô hết rồi. 48. 5 chỉ 48 mấy chị, nguyên bộ này nha. Một bộ 5 chỉ 48, chụp lại màn hình giùm Út Châu nha. 5 chỉ 48. Rồi, lắc em dẹp hết rồi. Đưa lắc ra hết rồi. Cái đống lắc hồi nãy em dẹp hết lắc rồi. Lắc mới đi Châu hả? Lắc mới lắc đi hồn phải không? Cái lắc gì chị, đống lắc em đổ vô đây hết rồi. Nhẫn đang đeo bự quá, dây đang đeo bự quá hả? Đúng rồi, dây 2 lượng mấy nè, 106 cô. Em đang sale 2 triệu rưỡi tiền công cho mấy anh chị nha. 101.564. Em đang đeo dưới mặt Đức Mẹ Maria. Mặt Đức Mẹ hình như tầm 1 lượng á. Mặt Đức Mẹ tầm 1 lượng mấy chị. Đây là hàng to bự, thiết kế mấy chị, đeo không có sợ đụng hàng nhiều đâu nha. Tại vì số lượng giới hạn. Đó, mặt thiết kế Đức Mẹ to như vậy là cả Việt Nam mình có vài cái à, chứ không có nhiều à. Rồi, mấy đồ bộ thanh mảnh đây. Đây. Bị chói đó. Đó. Đồ bộ này mấy anh chị nha. Ai thích đồ bộ thanh mảnh chụp màn hình là inbox này Út Châu giới thiệu nè. Đó. Tiếp. Bộ đồ bộ đây. Chụp lại màn hình giùm Út Châu nha. Có lắc tay hình rồng không? Dạ có chứ. Cho em coi mẫu dây chuyền to với ạ. Dạ được. Này dài lắm mấy anh chị ơi. Mở dây chuyền ra cho anh chị coi. Dạ bộ con bướm đi ạ. Lắc tay nam hình con rồng có chứ khỉ Trung Quốc ơi. Inbox giùm Châu đi nhiều lắm nha. Từ hồi nãy đang có cái lắc con rồng nhỏ xíu xíu tới bự 10 lượng cũng có luôn. Rồi cộng dây nam đi ạ. Đây, mấy anh nam hình như chồng cổ được đúng không chị? Cái này là tầm khoảng 2 lượng 6 7 ạ. À. Em Châu đang sale 2 triệu rưỡi tiền công thôi. Mấy anh chị mua thị trường từ 4 cho tới 5 triệu nha. Cho sale 2 triệu rưỡi. Còn đây là mặt. Mặt dây chuyền 1 lượng ạ. À. Cho sale là mặt Đức Mẹ đây nè mấy anh chị. Phía sau nè, sáng rực rỡ luôn. Mặt Đức Mẹ rất là lớn. 1 lượng đó mấy anh chị. 1 lượng 0777. Tầm 3 4 lượng. Rồi hả? Anh vô inbox liền. Em cho nhân viên em tư vấn cho anh lắc nam 3 4 lượng. Phương ơi, ăn cơm rồi hả? Từ. Anh vô anh nhắn tin liền bên em đi. Bên em chụp hình lắc nam 3 4 lượng cho anh coi nha. Vô inbox liền á. Hương ơi, bán lắc 3 4 lượng em ơi. Này, mấy anh chị coi nha. Và riêng cộng dây này, hôm nay cho lên sale thì cho sale 2 triệu rưỡi tiền công. Chứ thị trường là tầm 4 5 triệu sợi dây này nha. Tư vấn, mở đơn tư vấn cho khách. Rồi, đây em giới thiệu tiếp nè. Em có bộ trái tim màu vàng nè. Nhẫn rồng luôn nha hả? Rồi anh nhắn tin giùm đi. Anh phát cái like này ra. Anh nhấn vô nút gửi tin nhắn yêu cầu. Em ơi, anh muốn mua lắc con rồng 3 4 lượng và nhẫn con rồng. Có đầy đủ cho anh thôi. To nhỏ lớn bé bọng hay là đặc gì cũng có hết ạ. Nhưng mà anh ở gần em thì anh chạy ra tiệm em luôn đi anh. Anh ở trong Hồ Chí Minh á, anh chạy ra tiệm luôn. Chứ mua ra lựa đeo thử nè. Ví dụ cầm lên cái sợi dây nè, cầm cái mặt dây chuyền lên coi thử nó đẹp hay không. Lấy đủ mà, có một nhẫn rồng tầm 1 cây có luôn á nha. Có anh trai 1 cây, 2 cây giờ cũng có hết trơn anh ơi. Em có đầy đủ. Vậy anh bó giùm em đi ạ. Anh ở xa rồi, vậy là ship cho anh. Em có gì em hỗ trợ Hương nha. Em mua nặng vàng á. Rồi bộ con bướm. Bộ con bướm này. Bộ con bướm này là lấy từ mẫu vàng Ý ra ạ. À. Bông đít đẩy. Chụp lại màn hình giùm Út Châu nha.
Trái tim có màu xanh không em hả? Trái tim có màu xanh thì ngày mai mua dần ý em đi chị. Ngày mai em về à, anh ở Bình Định hả? Ủa sao chị Hồng Thắm biết anh ở Bình Định? Bình Định em cũng có ship nha. À xin thông báo luôn rằng là dạ em có ship Đài Loan luôn chị Tiêu Kiên Nguyễn. Em ship toàn thế giới luôn, Thụy Điển gì em cũng ship đầy đủ, Mỹ, Anh, Úc, Canada gì em cũng ship hết luôn nha. Có ship Hàn Quốc luôn. Rồi à chồng em hả? Trời ơi, vợ chồng đồng tâm hiệp lực coi livestream của tiệm vàng Kim Đình Thảo. Em cũng cảm ơn đại gia đình mình đã ủng hộ em nha. Dạ cảm ơn chị Xuân Trinh đã chuyển cọc cho em, cảm ơn chị rất là nhiều. Em mà nói tới đâu em mất tiêu rồi mấy chị. À nhớ rồi, em về được 10 bộ nhỏ nhỏ xinh xinh. À, đưa hình đi, lấy điện thoại cho đưa hình, mà mở ra đưa hình bộ vàng ý mà sàn Nam Phi nha, mà cho lại tiếp tục tặng không lấy tiền hộp sàn Nam Phi. Chưa chị Phú Hào ơi, cái đó chưa về chị ơi. Em đưa cho mấy chị coi bộ này nè, bộ này nè mấy chị nhìn đỡ giùm em nha. Đó cho về đủ màu, cho về 5 màu, cho về 5 màu, mỗi màu á là cho về được 2 bộ thôi. Tí xíu nữa là Châu sẽ nhập tem ra xong rồi sáng ngày mai là Châu với mấy chị lên livestream rồi sale dần ý cho mấy chị tặng sàn Nam Phi nha. Những viên này là sàn Nam Phi hết đó. Có màu xanh của chị luôn nha. Còn chị nào muốn đồ bộ hột xanh nhà em vẫn có, nhắn tin inbox giùm em. Lắc khoan lật đôi tầm 1 lượng. Hồi nãy mình có cái lắc khoan lật đôi đẹp quá trời nè. Biết đâu chị thích mẫu này, đưa lên đi. Em có mẫu này nè, 1 lượng 3 nè chị. Chồng em vào tin nhắn rồi á. Rồi, đợi xíu bé Hướng đang đi vệ sinh ra liền á chị. Rồi nhắn tin liền. Đây. Nhớ nha, vợ chồng chị ơi, em dặn nè, số tài khoản là 5081 nè. Em sợ em nhắn tin không kịp, cái kẻ gian vô lừa đảo nhắn tin với mấy anh chị nha. Số tài khoản 5081 Phạm Anh Thu. Đây, lắc này nè chị Phú Hào, lấy cái này đi. Tầm khoảng 1 lượng 3 nè, hàng mới về luôn. Em về được con cá này thôi. Rồi, phí ship Đài Loan nhắn tin inbox giùm em nha chị. Em không báo trên live stream bộ hàng mới chưa lên gì ơi. Rồi đây, một bộ nhỏ nữa nè mấy chị. Sơn nhân tạo nha. Rồi, mấy chị coi mẫu xinh không. Chụp lại màn hình nha, chụp lại màn hình giùm em. Rồi, thôi vậy đi, qua đi. À, lên cái bộ hoa hồng này. Bộ hoa hồng, xỏ dây vô. Đâu, hồi nãy em là người lấy của chị á chị. Bây trừ em lên bộ hoa hồng này xong nữa là em xuống ha. Em muốn con bướm lớn mà đặt được 3-4 chỉ không? Đâu có biết đặt được không? Không đặt được 3-4 chỉ vậy Hồng Thắm ơi. Rồi, bộ hoa hồng nha. Cái vòng này là 10 chỉ. Ui, bản thân nó đã là một cây rồi. Bộ hoa hồng chị nghĩ gì hả mà lên mấy dây nam bự bự bán được á chị? Em cứ nghĩ gì. Tiếp mấy anh chị ở trang 1 em Châu dặn nè, cái trang 1 là em Châu sắp nghỉ luôn cái trang 1 rồi, cho nên em mở lên để hướng dẫn mấy anh chị qua trang 2 đó. Mấy anh chị vô nhấn ở trang 2 giùm em Châu rồi theo dõi trang 2 luôn nha. À, đôi bông này mấy anh chị nhẫn nè. Nhưng mà chị ơi, đâu có biết trọng lượng nhiêu đâu, đọc trọng lượng. Vòng là 10 chỉ nè, rồi nhẫn 1 chỉ 8 nè, mặt là 4 chỉ 3 nè, còn bông không biết luôn. 8 rồi. Rồi, một bộ. 1 lượng 7 vậy ơi. Một bộ 1 lượng 7 mấy anh chị ơi. Một bộ rớt rồi, một bộ 1 lượng 7 nha. Khóa dòng hả chị? Cái khóa dòng nè chị. Khóa hộp rồi thêm 2 khóa an toàn hai bên nữa nha. Vậy cho xem lắc rồng nam luôn đi. Lắc rồng nam nhân viên em inbox dùm nha. Trong cái mâm này hiện tại là không có. Với lại sắp tới giờ live của bạn, bạn Ân nhỏ rồi nên Châu phải xuống live để trả lại sân khấu cho bạn. Với lại do hôm nay em với đồ mới về em anh chị. Đó là cái nào mới về em sẽ lên live giới thiệu mẫu giống vậy nha. Rồi nhớ anh chị nào muốn mua những cái mẫu mà trên live Út Châu đang live mới về. 1 lượng 7. Mình cứ chụp lại màn hình nha mấy chị. Cái tiền cũng được, hoặc là mua inbox cũng được à. Sẽ được giảm tiền công là 30% tiền công nha mấy chị. Đặc điểm là cái like của Kim Thành Thảo là tua ngược lại like được. Đang coi trực tiếp mà vẫn tua ngược cái like lại coi được. Nên mấy anh chị tua ngược lại, thích sản phẩm nào chụp lại màn hình, gửi vô tin nhắn inbox trực tiếp bên em sẽ được giảm 30% tiền công từ lúc em phát cái livestream này ra nha.
một lượng 7 con bao nhiêu? Có bông không? Có bông chứ chị. Cái bông em mới làm rớt á. Bông bạc luôn gì Văn ơi nè. Nè chị Văn, bông bạc nè. À, rồi báo công luôn. Rồi em báo công luôn cho chị. Chị Văn chốt thì chốt luôn nguyên bộ nè. Đẹp quá mà. Alo, Duy Nam ơi. Long ơi, Long đâu? Dạ, Long đâu? Kêu Long chỉnh cái bóng đèn cho Châu ấy. Để em tính tiền luôn ha mấy chị ha. Tính tiền. Mấy chị ở trang 1, 34 anh chị đang coi ở trang 1, Châu dặn qua bên trang 2 giùm Châu với. Hả? Đồ mới về nhiều quá. Nên nè chị coi dây nè. Tiền đông sale là 3 triệu 9 900 ngàn. Không, em giới thiệu mẫu với em không bán. Dạ, em giới thiệu mẫu. Có lá cây cổ 4 lá một rừng ở chổng á, Nguyễn Thu Chiều ơi, nhắn tin inbox dùm bên tiệm em. 4 lá là của em. Bé Hương đâu rồi? Thế đang đợi mua lắp 3-4 lượng á chị, anh Thủy Trung Quốc á. Đừng có kiếm trong này nữa. Rồi có gì rồi. Tiền tầm bao nhiêu? 3990 chị ơi một bộ. Tiền công là tầm, em tiền công sale rồi là 3.990.000 nguyên một bộ á chị. Tiền công sale rồi nha. Em mới lấy cái cây á, anh Mạnh đâu, không phải quạt đâu. Cái đèn không vậy? Cái đèn Long mới làm được thôi. Cái đèn anh mới lấy, cái đứng lên đây nè, mới đẩy cái đèn xuống được nè. Đúng rồi, tiệm Châu bên chợ Tân Hương, chị ghé tiệm đi cho mời chị qua tiệm luôn nha. Rồi vậy thôi, Út Châu kết thúc cái livestream này nha. Mấy anh chị tua lại like, chụp lại màn hình rồi gửi tin nhắn. Lắc cỏ bông lá cũng vô inbox giùm Châu luôn. Coi lại vòng hoa hồng hả? Rồi đây. Nó đẹp, em bán nguyên bộ nha chị, không bán lẻ nha. Bán nguyên bộ, đẹp xinh xỉu. Cái tay Châu là xương không mà Châu đeo mà nó còn rực rỡ cỡ đó. Cỡ tay của mấy anh chị vô là em nói ai cũng phải nhìn cái bàn tay của mình á. Cứ múa lên với múa xuống là người ta nhìn cái bàn tay thôi đó. Đời già bán nguyên bộ mấy anh chị ơi. Bán nguyên bộ.